Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel. Và vẫn như theo cái series mà unboxing những cái sản phẩm mùa dịch, thì ngày hôm nay mình về thêm được một sản phẩm của một cái brand mà mình vừa mới đặt nó, đó chính là Rhino Shield. Thì trước mặt các bạn đây là mình có 4 sản phẩm của Rhino Shield. Thì Rhino Shield là một trong những cái brand mà làm ra những cái sản phẩm về điện thoại này, phụ kiện điện thoại này, phụ kiện AirPods, Apple Watch, rồi tất cả những cái mà đồ công nghệ. Thì ngày hôm nay mình có đặt ở đây là 4 món, bao gồm là ở đây là một cái case điện thoại có in tên của mình, một cái miếng dán chống sốc, và một cái case cho Apple Watch nữa, cùng với cả một cái ring, một cái rim nhỏ nhỏ để thay cho cái Apple Watch này. Và để mình với cả các bạn sẽ cùng unboxing luôn cái sản phẩm đầu tiên của Rhino Shield. Thì trước mặt các bạn đây là một cái ốp điện thoại có in tên riêng của mình ở trong cái ốp điện thoại này. Và đầu tiên thì về cái thiết kế của box hộp, thì như các bạn có thể thấy ở đây là được thiết kế rất là kiểu premium, thì nó rất là cao cấp. Và ngoài ra thì cái ốp của Rhino Shield này nó có một cái điều đặc biệt là họ được thiết kế theo cái cách chống sốc của quân đội Mỹ. Có nghĩa là các bạn sẽ có một cái độ chống sốc của cái điện thoại nó rất là cao, nó sẽ chịu nó rất là cao, như là các bạn rơi vỡ này, rồi các bạn có chẳng may kiểu như là nghe điện thoại thì mình rơi xuống hoặc là như nào đấy, và nó sẽ bảo vệ cái điện thoại của mọi người một cách tốt nhất có thể. Như mọi người có thể thấy ở đây là trên chiếc ốp này có in một cái dòng chú thích rất là nhỏ là military grade. Ngoài ra thì ở trên này có một cái dòng đỏ ghi là 3.5 drop test, có nghĩa là cái độ cao mà test nó khoảng 3.5 m. Và bây giờ thì mình sẽ mở ra xem bên trong của cái ốp này nó như thế nào. Ok, bên trong này chúng ta chỉ có duy nhất cái ốp điện thoại thôi. Thì trước mặt các bạn đây là một chiếc ốp của Rhino Shield. Và ở bên dưới của ốp này thì cũng có một cái tên là Imadat. Thì đây cũng là một cái tên của trên Instagram của mình. Và cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà cầm vào cái ốp này là nó khá là nhẹ. Mình sẽ không có cảm giác như là nó rất là đầy đặn đâu, mà mình cảm giác như là một cái ốp nó rất là đơn giản thôi. Và về cái ốp mà mình đang cầm ở trên tay này là một cái ốp custom riêng của Rhino Shield, dành cho những bạn nào muốn mang tính cá nhân ở trên một cái ốp này thì chúng ta sẽ khắc tên ở đây. Và mặt lưng này của nó thì được làm bằng da, mình thấy là cái da này đây cũng khá là chất lượng, mình nghĩ là nó sẽ không bong đâu. Và mọi người có thể để ý từng những cái chi tiết một của trên ốp này thì họ làm trông rất là tỉ mỉ và thật sự rất là một cái sự gì đấy nó khá là premium ở trên cái chiếc ốp này. Ngoài ra thì ở mặt trong này có in những cái vân nhám như này để cho các bạn có thể là chống trượt của cái ốp này, và nó sẽ có một cái độ đàn hồi gì đấy nó tốt hơn. Những cái nút ở trên cái chiếc ốp này các bạn cũng có thể tùy biến tùy thích ở trên website của Rhino Shield. Rhino Shield các bạn có thể đặt trực tiếp tại trên web rồi sau đó ship thẳng về Việt Nam luôn. Và ở mặt bên hông của cái ốp này có khắc một cái dòng chữ Rhino Shield rất là to ở đây để cho các bạn có thể nhìn vào. Đây là được một cái ốp của Rhino Shield. Cũng có thêm một cái lỗ để các bạn có thể bỏ dây đeo, nhưng mà mình nghĩ là dây đeo thì bây giờ cũng ít người dùng. Cái sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với cả mọi người đó chính là một miếng dán chống sốc đến từ Rhino Shield. Các bạn lưu ý đây là một miếng dán chống sốc chứ không phải là một miếng dán cường lực bình thường. Cái điều đặc điểm của nó là nó sẽ không hề bị nứt này, bị vỡ này, và cái chịu lực của nó sẽ được cao hơn. Ví dụ như cái cường lực bình thường của các bạn ấy, ví dụ như là chỉ cần các bạn tự dưng dùng xong rồi nó cũng tự vỡ như cái kính cường lực của mình ở đây thôi, các bạn có thể để ý không, là tự dùng xong rồi nó cũng sẽ tự nứt và nhìn trông rất là ghét. Và chỉ khoảng tầm 1 tuần đến 2 tuần thôi là mình lại phải đi thay một cái kính cường lực mới. Các bạn sẽ phải bóc xé ở đây. Ở bên trong này chúng ta có những sản phẩm như sau: một cái để bọc toàn thân, một cái hướng dẫn sử dụng này, và bên trong này là cái miếng dán của chúng ta. Oh my gosh, mình cái cảm nhận đầu tiên của mình ấy là cái miếng dán này nó rất là dẻo. Và đúng là nó là một miếng dán cho nên là nó sẽ rất là dẻo, nó sẽ không cứng như những cái kính cường lực bình thường. Và đây là một cái miếng dán màn hình full size cho nên nó sẽ bao gồm hết cả tràn viền của cái điện thoại của mình luôn. Điện thoại ở đây của mình dùng là iPhone 12 Pro Max cho nên là cái miếng dán nó cũng khá là tương đối to. Dành cho những bạn nào mà không biết thì các bạn có thể scan ngay ở trên cái tag này của nó để ra được cái video hướng dẫn về cái cách dán cái miếng này. Thực sự là mình cũng rất là ngạc nhiên. Lúc đầu ấy mình nghĩ đây sẽ là một cái miếng dán rất là cứng, bởi vì là chỉ khi mà cứng thì họ mới chịu lực được. Nhưng mà Rhino Shield lại làm một cái cách rất là khác, đó chính là một cái miếng này nó
vô cùng là mềm. Thực chất ấy, nó chỉ như là một cái miếng ni lông bình thường thôi, và được làm từ cái chất liệu đặc biệt riêng của Rhino Shield, mà nó khi mà các bạn dùng sẽ cảm thấy nó rất là mượt mà, và nó sẽ đem lại cảm giác giống như là một chiếc kính cường lực. Về cách dán của cái miếng này vô cùng là dễ, các bạn chỉ cần bóc phần A ra rồi dán vào màn hình. Các bạn chỉ cần đợi vài giây thôi, nó sẽ tự hút hết tất cả cái không khí ở bên trong màn hình và đẩy ra hai phần cạnh của cái điện thoại. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cái khăn để miết lại những cái đường này và đẩy không khí ra ngoài, và cái điện thoại của mọi người đã được dán xong. Và ngoài ra thì ở trên cái miếng dán của mọi người ấy, nó rất là hay ở cái chỗ là ví dụ như các bạn dán vào rồi mà bị cặn hay là bụi ở trong màn hình, các bạn bóc ra dán lại bình thường, bởi vì là nó vẫn sẽ ăn vào cái màn hình của mọi người. Và tiếp theo thì mình sẽ unboxing hai cái sản phẩm ở đây dành cho Apple Watch, cho cái đồng hồ này của mình. Thì đầu tiên mình sẽ bóc là cái case này của nó. Thì cái này nó có tên là Crashcore NX. Thì theo như mình tìm ở trên cái trang của Rhino Shield ấy, thì Crashcore là một trong những cái dòng tên mà dùng để bảo vệ viền của cái điện thoại hay là những cái sản phẩm mà mọi người đang dùng. Và như là điện thoại thì mọi người cũng sẽ có cái dòng là Crashcore NX, là các bạn có thể là bảo vệ viền của mọi người thôi, nó không phải là một cái ốp kín lưng. Nhưng mà các bạn yên tâm là nếu bảo vệ viền nữa, nó vẫn sẽ có bảo vệ luôn cả mặt lưng rồi mặt kính của mọi người. Cho nên là các bạn cứ yên tâm là cứ không phải là các bạn dùng cái ốp full toàn thân thì nó mới bảo vệ được cả cái điện thoại của mọi người. Mà nếu như mà các bạn nào muốn dùng kiểu như là 50-50 thì có thể dùng cái Crashcore NX này. Ở đây thì mình mua cái Crashcore NX này là dành cho Apple Watch, bởi vì là mình muốn nó có một cái gì đấy nó vẫn nhẹ trên tay của mình. Trước mặt các bạn đây là một cái box của nó, thì các bạn có thể thấy là box thiết kế cũng rất là hầm hố. Và ngoài ra thì vẫn có một cái dấu khắc của nó là military grade. Ok, bây giờ thì mình sẽ bóc nó ra. Ở bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái case của Rhino Shield và có một cái hướng dẫn sử dụng của nó ở đây cũng rất là chi tiết. Và về cái Crashcore này, mình mua ở đây là một cái màu navy, một cái màu mà cũng khá là hot từ khi mà chiếc iPhone 12 Pro Max ra cái màu này. Cái Crashcore NX này ở trên cái Apple Watch thì chúng ta sẽ được chia ra làm hai phần. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần là mặt trên, hay gọi cách khác là phần rim. Về cái phần rim này á, có thể thay thế được, cho nên là mình đã đặt thêm luôn một cái rim ở đây màu trắng. Và ở đây thì mình có thể mix giữa màu trắng và màu xanh navy vào với nhau. Thì hai cái màu này mình thấy cũng rất là nhiều người mua, cho nên là mình cũng đã mua thử về mix xem là nó sẽ như thế nào. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ cái Apple Watch này của mình ra để mic cho các bạn xem. Trước đấy thì mình rất là chủ quan, mình không định mua một cái bảo vệ gì cho Apple Watch cả, bởi vì là mình nghĩ là nó cũng là đồng hồ thì trước sau gì thì cũng chỉ để phục vụ mình thôi. Nhưng mà các bạn có thể để ý là cho tới gần đây cái đồng hồ này của mình nó xước rất là nhiều, từ mặt kính cho tới đến viền xung quanh nó đều bị xước, là mình cũng hơi sót một chút. Và mình đã lập tức đặt ngay một cái Crashcore của Rhino Shield về để lắp vào đây để bảo vệ nó. Và để lắp được cái này thì các bạn cần phải bỏ cái rim ở trên cái Crashcore này ra, sau đó thì các bạn cứ nhét đồng hồ vào một bên thôi, còn ấn bên còn lại vào là được. Và chỉ với mấy giây thôi là mình cũng đã lắp xong được cái Crashcore ở trên cái Apple Watch này rồi. Và sau đó thì các bạn hãy dùng cái rim này của nó để đóng nó lại là ok. Và như vậy là mình cũng đã lắp xong cái bảo vệ của Apple Watch. Thì mọi người có thể thấy là nó cũng không dày lên quá là nhiều, và ngoài ra thì nhìn cái màu cái đồng hồ của mình nó còn đẹp hơn so với cả ngày trước. Ngày trước thì nhìn nó chỉ một màu đen với màu xám thôi, mà nay nó có thêm được một cái màu xanh, nó khá là giống với cả cái ốp điện thoại của mình, cho nên là mình rất là thích. Và các bạn có thể để ý ở đây là cái chỗ mà các bạn luồn dây vào thì có một cái dòng chữ Rhino Shield khắc nho nhỏ ở đây, và nhìn nó rất là tinh xảo. Bây giờ thì mình sẽ lắp dây vào và đeo thử cảm nhận xem là nó có một cái cấn củng gì ở trên cái chiếc đồng hồ này của mình không. Như các bạn có thể thấy ở đây là mình đã lắp xong rồi và mình đã đeo trên tay rồi, vì mình cảm thấy là nó không hề có trở ngại gì ở trên cái đồng hồ này cả. Và trước đấy thì mình cũng đã tìm hiểu qua cũng khá khá những cái sản phẩm bảo vệ của Apple Watch rồi, nhưng mà nhìn nó thực sự rất là thô kệch, và nhìn nó kiểu rất là to khi mà các bạn đeo lên trên tay của mọi người ấy, thì nhìn cảm giác như là ra một cái cục gì đấy nó đeo trên tay như ở đồng hồ của Ben 10 ấy, chứ nó không phải là một cái đồng hồ Apple Watch như này nữa, mà nó làm mất luôn đi cái dáng của Apple Watch. Và mình nghĩ là khi mà mình mix giữa cái rim trắng này cùng với cả cái màu navy ở đây thì cái đồng hồ này của mình nhìn nó còn nổi hơn rất là nhiều. Và mình vừa lắp xong cái ốp này, thì trước mặt mọi người đây là một cái iPhone mà mình đã lắp cái ốp của Rhino Shield. Thì các bạn có thể thấy là
cái độ dày của viền ấy nó cũng không quá là nhiều đâu, cái độ dày của viền nó cũng khá là vừa phải. Các bạn cầm, cái cảm giác cầm nắm với mình thì mình thấy là nó vẫn rất là thoải mái. Ngoài ra thì cái viền này ấy, nó làm một cái chất nó hơi gọi là nhằm nhám một chút, cho nên là khi mà các bạn cầm vào như này thì cũng có thể tránh được cái trường hợp là bị tuột, bởi vì là nó có ma sát. Cái điều đặc biệt mà mình thật sự rất là thích ở trên cái chiếc ốp này đó chính là cái phần camera này của nó. Về cái phần camera này thì cái viền này của nó xung quanh ấy họ làm dày hơn so với cái cả cái camera của iPhone, cho nên là nó sẽ bảo vệ được cả cái phần camera của iPhone nữa. Còn đối với cả cái ốp mà mình đã từng mua thì điều đấy nó chưa làm được. Và mình nghĩ là mình cũng sẽ phải đặt thêm một cái dòng là Crash Gear của Rhino Shield về để dùng, bởi vì là mình sẽ thay đổi giữa cái việc là dùng ốp full toàn thân như này và những cái việc là chỉ dùng cái phần bảo vệ. Cũng rất là may mắn mình có được tặng một cái code giảm giá 10% khi mà các bạn mua hàng tại Rhino Shield Việt Nam. Các bạn có thể lên trên web đặt hàng và nhập code là Lê Hữu Đạt 2106 để được giảm giá trực tiếp 10% khi mà các bạn mua hàng trên tổng bill của mọi người. Nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.